Giá vàng trang sức của Trung Quốc đang tăng kỷ lục kể từ năm 2010, trong bối cảnh giá vàng quốc tế cũng đang trên đà tăng vọt do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Đầu tháng 12 năm 2023, giá vàng quốc tế đạt mức cao kỷ lục. Hành động mua vàng của chính quyền Trung Quốc được xem là yếu tố chính khiến giá vàng tăng chóng mặt. Theo một bản cập nhật ngày 31 tháng 10 của Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã cùng nhau mua vào một lượng đáng kinh ngạc 800 tấn vàng trong 3 quý đầu năm 2023. Đây là mức tăng 14% về lượng mua vàng so với cùng thời kỳ năm 2022. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã lấy lại danh hiệu bên mua vàng lớn nhất trên toàn cầu, tăng lượng vàng dự trữ của họ thêm 78 tấn trong quý 3. Kể từ đầu năm 2023, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng lượng vàng nắm giữ thêm 181 tấn, lên mức tổng cộng là 2,192 tấn. Nhiều người lo lắng rằng hành động trữ vàng này của chính quyền Trung Quốc có liên quan đến việc chuẩn bị cho một cuộc chiến với Đài Loan hay không. Cái này chưa ai chắc chắn, mặc dù nguy cơ là có. Hơn nữa, không chỉ có ngân hàng trung ương của các quốc gia đang tích trữ vàng, mà người dân ở Mỹ này cũng đang mua vàng với tốc độ chóng mặt. Và quả thật, khi biến động toàn cầu gia tăng, cả về kinh tế lẫn quân sự, thì giá vàng, mặt hàng thường được xem như một loại tài sản bảo hiểm chống lại lạm phát và bất ổn cũng tăng theo, đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại ngay từ những ngày đầu năm 2024. Nhưng hôm nay, khi tìm hiểu thông tin về giá vàng ở Việt Nam đang quay đầu giảm mạnh, vậy thì chốt lại là gì? Giá vàng năm 2024 được dự đoán có xu hướng tăng kỷ lục, nên ngay bây giờ, ai có ý định bán vàng hay mua vàng thì nhanh nhanh tính toán đi nhé!